Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay Ngọc Diễm sẽ giao lưu với anh em mình một lô phôi ngũ sắc nha anh em. Hàng cũng u bú không ha. Đó, rất mong anh em ủng hộ ha. Rồi, chào khán giả cái luôn em ơi. Dạ, xin chào mọi người ạ. Hôm nay em giao lưu với mọi người lô ngũ sắc ha. Mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160 355. Rồi, mình vô cây đầu tiên luôn. Đó, lô này là lô G nha anh em. Cây mã số G1. Đó, bú nè, cục nè. À, ở dưới này á, là một củ ở dưới này ha, tại chôn hơi sâu nha anh em. À, tại vì cái này nè, em mới vô sơ dừa lại em ủ lại. À, anh em mình về mình thay chậu mình chơi nha. À, không sao ha, ngũ sắc cũng rất là dễ sống. Rồi, thông số luôn. Quanh là 19. 19 của anh. Cao là 78. Cao 78 nha. Kính bầu là 18. À, kính bầu là 18 nha anh em. Rồi, cây mã số G1 em xin giao lưu là 400 ngàn. G1 400 ngàn ha, bao ship luôn nha anh em. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo là G2 ha. À, cái cũ à. Cũ dữ lắm nha anh em. Rồi thông số luôn. Hoành là 48. 48 hoành. Hoành cái cây này là 14. Chiều cao luôn. Cao là 28. Cao 28 nha anh em. Kính bầu là 19. À, kính bầu 19 nha. Rồi cây mã số G2 em xin giao lưu là 400 ngàn luôn. Rồi cây G2 nha anh em, 400 ngàn luôn ha, bao ship luôn ha. Hàng này là mới dâm ủ lại nha anh em. À, nó chưa có rễ gì ha. Nó cũng có một số rễ tơ nó đâm ra rồi mà nó chưa ăn ha anh em, tại vì mới vô lại thôi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo G3 nha. À, cây này ở dưới cái củ của nó cũng to lắm ha nè. Chì cành cây này cũng khá đẹp ha. Ngũ sắc ha. À, rồi, thông số luôn. Hoành là 33. 33 hoành. Cao là 53. Cao 53 ha. Đường kính bầu là 18. Kính bầu 18. Rồi cây mã số là G3 xin giao lưu là 400 ngàn. G3 nha anh em, 400 ngàn ha. Bao ship cho anh em mình chơi luôn nha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo nha anh em, G4 nha. Cây này cái bệ cũ à. À, cũng bú cũng dữ lắm nha. À, song thụ à, rất là đẹp nha anh em. Rồi thông số luôn. Hoành ở đây là 34. 34 hoành. Hoành cũ dưới đây là 53. À, hoành cũ là 53 đó nha anh em. Chiều cao cây này là 54. Cao 54. Cây nhỏ là 40. Đường kính bầu là 22. À, đường kính bầu 22 nha. Rồi cái G4 em xin giao lưu là 400 ngàn. G4 này cũng 400 ngàn luôn nha anh em. Bao ship cho anh em chơi luôn ha. À, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha. Cây G5. À, cục bú chà bá bự luôn nha anh em. Ngũ sắc ha. Thường á, là bông nó màu tím hoặc là màu cam nha anh em. À, mấy đợt trước là màu tím hoặc màu cam á. Rồi thông số luôn. Hoành á. 28 hoành. Cao là 32. Cao 32 nha anh em. Đường kính bầu là 18. À, kính bầu 18. Cây mã số G5 em xin giao lưu là 300 ngàn. Rồi G5 ha, 300 ngàn bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo nha anh em. Cây G6 ha, cũng là cây cuối cùng của clip ha. Đó, cái cũ quá trời cũ luôn anh em ơi. Cái cũ là bằng cái gần bằng cái chậu luôn rồi. Đó, cái cũ bự lắm ha. Rồi thông số luôn em ơi. Hoành là 41. 41 hoành ha. Cao là 39. Cao 39. Đường kính bầu là 23. Đó, cái đường kính chậu là 23 nha. Rồi cây mã số G6 em xin giao lưu là 400 ngàn. Rồi G6 này 400 ngàn nha, bao ship luôn ha. À, cũng cây cuối cùng của clip nha anh em. Rồi chào khán giả luôn em ơi. Dạ em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160 355.